Rồi, ok anh mình muốn chia sẻ mấy anh chị cái công thức cho một năm rực rỡ đó. Thì cái này mình đã nói, mình cũng có chia sẻ với mấy anh chị, mình không nhớ là bao lâu đó. Nhưng cái này là cái công thức anh chị. Mình nhớ cái đề tài này là công thức cho một năm ngoại hạng. Nếu mà mấy anh chị chuẩn bị là mình làm thế nào để mình có được một cái năm rất tốt anh chị ha. Đặc biệt là năm 2018 mình đang đứng trước cái thềm của năm 2018, nó còn đúng một tuần thì mình sẽ bước vào một cái năm mới hoàn toàn. Cái năm 2018 nó là một cái trang giấy trắng anh chị. Nó không sao chép lại những cái điều mà mấy anh chị đã làm trong quá khứ. Thành ra trong quá khứ mà anh chị, cái chuyện quá khứ là cái chuyện mà nó đã qua rồi anh chị ha. Mấy anh chị đừng để nó phải ám ảnh. Nếu mà anh chị gặp những cái điều gì không may ở trong quá khứ, nó là một cái trang giấy trắng anh chị. Bây giờ nó tùy thuộc mấy anh chị muốn viết gì, muốn kiến tạo, muốn muốn tạo ra cái điều gì cho năm mới. Thành ra đây là cái công thức anh chị. Nếu một số mấy anh chị mình đưa ra một vài cái nguyên tắc anh chị, mình nhớ hình như là bốn năm cái nguyên tắc gì đó thôi. Nguyên tắc này nó nằm ở trong một cái công thức để có một năm vượt trội, một năm ngoại hạng như thế nào nó tùy tùy chữ mấy anh chị dùng. Mình thì mình thích dùng cái chữ ngoại hạng. Cái công thức số 1 anh chị, tức là mấy anh chị phải xuất sắc vượt trội trong một việc. Thật ra một trong những cái công thức để nó giúp cho một số mấy anh chị trong năm 2018 anh chị này. Mình xin hỏi mấy anh chị là ngay từ bây giờ mấy anh chị quyết định nha. Nếu mấy anh chị muốn có một cái năm 2018, một năm rực rỡ nhất trong cuộc đời của mình, nó chưa bao giờ có một cái năm nào nó rực rỡ hơn nữa. Thì ngay từ bây giờ mấy anh chị phải xác định, mấy anh chị ngay từ bây giờ mấy anh chị phải xác định là mấy anh chị cần phải làm xuất sắc vượt trội. Xuất sắc là một chuyện, mấy anh chị xuất sắc tức là mình làm hết sức của mình làm hết sức của mình mấy anh chị, và vượt trội có nghĩa là mình phải làm hơn nhiều người khác trong một việc. Mấy anh chị xuất sắc vượt trội trong một việc, thì nếu mấy anh chị phải xuất sắc vượt trội trong một việc đó, thì một việc đó là việc gì mấy anh chị? Mình biết, mình nghĩ là mỗi người, tất cả mấy anh chị đều có cái câu trả lời, mấy anh chị đều có cái câu trả lời. Nên bây giờ cái câu hỏi này là nếu mấy anh chị muốn năm 2018 là một cái năm vượt, là một cái năm coi như là ngoại hạng đó mấy anh chị, có một cái kết quả ngoại hạng đó, thì ngay từ bây giờ mấy anh chị phải xác định là trong năm 2018 sắp tới đó, mấy anh chị phải xuất sắc vượt trội trong một việc thôi. Có nhiều khi mấy anh chị chỉ làm xuất sắc vượt trội trong một việc đó mấy anh chị, nó sẽ thay đổi cái tình thế, nó sẽ thay đổi tất cả mọi chuyện. Nếu những năm vừa rồi mấy anh chị không được may mắn, không tạo ra được cái kết quả như ý, thì năm 2018 nếu mà anh chị chỉ tập trung vào một việc và mấy anh chị phải làm xuất sắc mấy anh chị ha. Xuất sắc đây nó không phải là mấy anh chị làm ngày làm đêm nữa, không. Mấy anh chị chỉ cần có một cái sự tập trung mấy anh chị và làm đi làm lại nhiều lần nữa để cho nó giỏi, giỏi hơn nhiều người khác thôi, chứ chỉ cần nhìn đó thôi mấy anh chị. Giỏi đến nỗi không có ai có thể so sánh kịp, có thể so sánh với mấy anh chị được đó. Trong cái việc mấy anh chị làm thì việc đó là việc gì? Xuất sắc vượt trội trong một việc, cái thứ nhất mấy anh chị ha, thì việc đó là việc gì? Mấy anh chị có thể ghi xuống dưới nếu 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 mấy anh chị không ngại, còn nếu không thì không sao mấy anh chị, nhưng mà ít nhất mấy anh chị nên tìm cho mình cái câu trả lời. Cái số 2 mấy anh chị, cái số 2 đó là cái này nó nằm ở trong công thức để có một cái năm để chuẩn bị cho năm 2018 mấy anh chị, là mấy anh chị phải phát triển ba cái thói quen tốt. Ba cái thói quen tốt mấy anh chị, ba thói quen đó là cái gì? Dù dậy sớm lúc 5 giờ sáng hay là như thế nào đó, thói quen tập thể dục, thói quen là mỗi ngày mình khen 10 người trước khi về tới nhà, thói quen đó là gặp ai cũng chào hỏi, thói quen là nói cảm ơn, nói xin lỗi nhiều hơn bình thường, thói quen là luôn luôn gặp ai cũng giúp đỡ người là người 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 khác anh chị, luôn giúp đỡ người khác. Thói quen là cái gì đó mấy anh chị, trong ngành nghề của mấy anh chị nó đòi hỏi một vài cái thói quen gì đó. Ba cái thói quen tốt mà gì, phát triển ba cái thói quen tốt mà gì, có nghĩa là mấy anh chị thế ba cái thói quen tốt này vào ba cái thói quen xấu mà mấy anh chị đang có. Có nhiều khi mấy anh chị chỉ cần như vậy thôi mấy anh chị. Cái đó là cái số 2 mấy anh chị. Cái số 3 mấy anh chị nè, tránh xa những thứ làm mất năng lượng. Cái thứ ba mấy anh chị, tránh xa những thứ làm mất năng lượng. Một trong những cái công thức cho năm tới đó là mấy anh chị nên tránh cái gì nó làm mình mất năng lượng mấy anh chị. Có thể là một vài người nào đó mà hình như mỗi lần mà mấy anh chị gặp mấy anh chị mất năng lượng, hoặc là mấy anh chị làm một cái gì đó mà nó làm mình mất năng lượng mấy anh chị. Ví dụ như coi tin tức vào sáng sớm mấy anh chị,
sáng sớm những cái tin tức hay là những cái tin, những cái email hay là những một vài cái kênh nào đó trên trang Facebook mà mỗi lần mấy anh chị xem nó thường nó làm mình mất năng lượng anh chị. Là tại vì đó là những cái điều tiêu cực thì mấy anh chị phải tránh xa những cái thứ làm mất năng lượng anh chị. Hay là một số mấy anh chị có những người bạn mà luôn luôn gặp là than vãn hay là rủ mấy anh chị đi chơi, đi ăn, đi nhậu gì đó thì mình nên tránh anh chị. Tránh xa những thứ nó làm mình mất năng lượng. Cái đó là cái thứ ba mấy anh chị ha. Cái thứ tư mấy anh chị này, đầu tư vào việc hoàn thiện bản thân. Mấy anh chị nên xác định ngay từ bây giờ mấy anh chị, để cho năm 2018 nó gọi là một cái năm ngoại hạn đó, thì mấy anh chị phải quyết định là mấy anh chị nên đầu tư vào việc hoàn thiện bản thân. Trong đó có việc là một số mấy anh chị nên đầu tư vào cái khoản là mình đi tập gym mấy anh chị, mình đi tập gym hay là mình đầu tư vào một cái lớp học yoga hay là như thế nào đó mấy anh chị ha. Hay là đầu tư vào một cái đôi giày, sau đó là mấy anh chị đi bộ mỗi ngày. Bắt đầu mình vận động mấy anh chị, mình thay đổi. Hay là mua một cái bộ tạ gì đó ở nhà mấy anh chị để mấy anh chị có thể tập. Nó khá đơn giản mấy anh chị. Hay là mấy anh chị đầu tư vào việc hoàn thiện bản thân bằng cách là mấy anh chị đọc sách mỗi tuần một cuốn sách mới. Mỗi tuần mấy anh chị ra Phahasa Việt Nam mấy anh chị mua một cuốn sách mới. Mỗi tuần đọc một cuốn mấy anh chị. Hay là mấy anh chị tham dự những cái lớp gì đó mà lâu nay mấy anh chị muốn nhưng mà mấy anh chị chưa có dịp. Vì người ta nói một trong những cái hình thức đầu tư mà mang lại lợi nhất mấy anh chị đó là đầu tư vào bản thân. Tức là đầu tư vào việc hoàn thiện bản thân mấy anh chị nên được. Dĩ nhiên ở đây nó không phải là chuyện đầu tư vào cái vấn đề mình mua áo, mua quần, mình mua giày, mua dép rồi cho nó đẹp đẽ hay là mua xe, mua cổ mấy anh chị, nó không phải vậy. Hoàn thiện bản thân nó khác mấy anh chị. Và cái số 5 mấy anh chị này, thực hiện những việc mang lại niềm vui lớn. Mấy anh chị nên bắt đầu ngay mấy anh chị thực hiện những cái gì mà nó mang lại cái niềm vui cho mình ấy. Ví dụ như mình làm cái gì đó cho cha mẹ, nếu mà cái đó nó mang lại niềm vui thì mình đề nghị với mấy anh chị làm ngay bây giờ, làm ngay bây giờ chứ không phải là chờ đến năm tới. Tại vì khi mấy anh chị làm những cái việc mà nó mang lại những cái niềm vui lớn đó, mấy anh chị nhớ nha, niềm vui lớn mà chứ không phải nhỏ. Thực hiện ngay những việc mang lại niềm vui lớn. Cái gì mà nó mang lại cho mình niềm vui thì mình cứ làm mấy anh chị. Là tại vì khi mấy anh chị vui đó, mấy anh chị để ý, khi mà mấy anh chị để ý những cái người mà thành công là những người mà người ta gặp hết chuyện vui này cho tới chuyện vui khác. Thường thì mình nói như vậy mấy anh chị, nhưng mà trên thực tế là tại vì người ta làm những cái việc mà nó mang lại người ta cái niềm vui lớn đó. Và chính cái đó nó là những cái dấu mốc ở trên cái hành trình mà người ta đạt được cái sự thành công của người ta mấy anh chị. Tại vì khi mà người ta làm cái gì vui đó, tiếng Anh người ta có là when you feel good you do good. Khi mà mình cảm thấy thoải mái mà vậy, cảm thấy vui vẻ đó, thì thường đó thì cái may mắn nó chờ mình mà. Mình gặp nhiều may mắn trong cái việc của mình làm trong cuộc đời. Thực hiện những việc mang lại những niềm vui lớn. Thành ra nó không có nhiều mà gì, nó có 5 cái thôi. Mình sẽ nhắc lại mấy chị ha. Công thức cho một năm ngoại hạn, cái thứ nhất là xuất sắc vượt trội trong một việc làm, trong một việc nào đó mà mấy chị muốn làm, xuất sắc vượt trội. Mình phải giỏi mấy chị, mình phải giỏi về cái việc đó. Và mấy chị nên có cái sự tập trung. Tại vì khi mà mình tập trung vào việc giỏi ở đây mấy chị nè, nó không nhất thiết là mình phải là thiên tài, mình sinh ra nó không giỏi về cái đó mấy chị. Những người mà mình gọi là thiên tài là những người mà người ta giỏi về cái gì đó, người ta có cái đam mê. Ví dụ có thể một số anh chị có cái thể đam mê về hội họa, đam mê về âm nhạc hay đam mê về viết lách hay như thế nào đó mấy chị. Mấy chị tập trung vào đó và làm rất giỏi chuyện đó. Làm đi làm lại mấy chị, làm đi làm lại cái mà để cho giỏi đó là mình làm nhiều lần thôi. Cứ làm nhiều lần chăm chỉ mấy chị thì tự nhiên mình sẽ giỏi về cái việc đó. Mấy chị đồng ý không? Chứ nó không có nhất thiết là mấy chị phải có cái bằng thạc sĩ về cái môn đó thì mấy chị mới giỏi, không mấy chị. Làm đi làm lại, làm nhiều lần mấy chị á. Mình làm nhiều lần thì tự nhiên mình giỏi thôi. Cái đó là cái thứ nhất mấy chị, xuất sắc vượt trội trong một việc. Cái thứ hai là phát triển 3 thói quen tốt. Cái thứ ba đó là tránh xa những thứ làm mất năng lượng. Mình có thể là nhờ một số anh chị nào đó viết giùm mấy cái câu này xuống. Tránh xa những thứ làm mất năng lượng. Cái thứ tư mới gì là đầu tư vào việc hoàn thiện bản thân. Và cái thứ năm đó là thực hiện những việc mang lại cái niềm vui lớn. Ok mấy anh chị ha. Mình nghĩ cái điều đó là cái điều rất quan trọng. Ok mấy anh chị, bắt đầu đó mình đi vào cái chương trình chút xíu. Là mình tìm cái bài, mấy anh chị cho mình một vài giây. Mình hy vọng là chỉ 5 điều vừa rồi đó, nó ít nhiều mấy anh chị nó cũng giúp cho một số mấy anh chị.
mình có được cái sự tập trung vào những cái điều cần thiết nữa. Tại vì cái này là cái công thức nó gì, mình tạm dùng nó như một cái công thức để cho một cái năm rực rỡ đó. Đó là những cái điều thiết yếu nó gì ha, để cho một số mấy anh chị chuẩn bị cho cái năm. Dạ rồi, ok. Bây giờ mấy anh chị này, mình đi vào chi tiết chút xíu những cái điều mà mình hay kể về cái câu chuyện này mấy anh chị. Mấy anh chị không biết là mấy anh chị biết cái bức tượng David của Michelangelo đó. Cái bức tượng một cái người đàn ông khỏa thân mấy anh chị. Cái bức tượng, nếu mà mấy anh chị tìm cái chữ vào Google, mấy anh chị tìm David của Michelangelo đó. Michelangelo là một cái người điêu khắc gia và đồng thời là họa sĩ của thế kỷ thứ 16 ở bên Ý mà vậy. Thì bức tượng này rất nổi tiếng. Nhưng mà cái điều mà thú vị về cái bức tượng này mà vậy là cái bức tượng này nó tới từ một cái tảng đá. Đương nhiên thì người ta dùng cái tảng đá để người ta khắc tượng mà vậy ha. Thì cái tảng đá marble này nó mà vậy là cái tảng đá mà mọi người đều chê. Mọi người đều chê mà vậy. Hình như mình nhớ không lầm là cái câu chuyện về cái tảng đá mà tượng để khắc tượng Michelangelo đó là cái tượng nó nằm đó cả mấy trăm năm không ai đụng tới. Tất cả những người điêu khắc gia khác người ta chê mấy chị vì người ta nói cái tảng đá này nó xấu, không thể nào khắc tượng được. Nhưng mà khi Michelangelo cũng mang về mấy chị thì ông khắc ra một cái bức tượng và sau đó cái bức tượng này nó nổi tiếng mấy chị. Có thể nói đây là một cái di sản của nhân loại. Cái bức tượng quá đẹp và ông ta đặt cái tên của bức tượng là David. David tức là cái tên của cái người mà vậy. Người ta đặt cho cái tên của bức tượng, đồng thời cái này là cái tên của cái người mà người ta khắc lên, tức là David. Và sau này cái bức tượng mình có dịp qua Ý cái đây 2 năm đó thì cái chuyện đầu tiên mà vậy là mình phải đi lùng cho bằng được cái bức tượng này. Thì mình đi tới một cái vùng mình quên mất cái tên này, nhưng mà đại khái là ở đó thì mới gì bước vào cái viện bảo tàng của Michelangelo, ta là họa sĩ nổi tiếng mà vậy. Ngay trong cái ở Rome đó thì chúng ta có vẽ nguyên một cái bức tranh lớn trên cái tầng nhà đó nhỉ, trong Vatican đó. Đó là một cái bức tượng nổi tiếng của Michelangelo. Nếu mà chị vào Google mà chị tìm David rồi mà tìm chữ Michelangelo thì mà chị thấy bức tượng đàn ông khỏa thân. Mình nghĩ là một số anh chị chắc chắn anh chị đã thấy cái tượng này ở đâu đó rồi, cái hình này rất nổi tiếng anh chị. Bây giờ mình trở lại cái câu chuyện đó vậy nè. Khi mà người ta hỏi đó là ông Michelangelo, tại sao cái tảng đá này bao nhiêu người chê, bao nhiêu người để đó cả mấy trăm năm nay không ai đụng tới, nhưng mà tại sao ông có thể qua một cái tảng đá mà ai cũng chê đó, ông khắc ra một cái bức tượng quá đẹp như vậy? Thì Michelangelo trả lời rất đơn giản anh chị, và đây là cái thú vị, đây là cái triết lý rất thú vị anh chị nghe kỹ anh chị. Ông ta nói là tôi không quan trọng cái tảng đá, tại vì cái tảng đá nào nó cũng là tảng đá. Nhưng mà sở dĩ mà nó có được một cái tác phẩm là tại vì khi tôi nhìn vào trong tảng đá đó, tôi đã thấy David rất rõ nằm ở trong đó. Khi ông ta nhìn vào trong cái tảng đá đó, thì ông ta đã thấy rõ cái hình mà mình muốn tạo ra đó. Và ông ta chỉ đơn giản lấy ra những cái nó không thuộc về David vậy thôi. Mấy chị thấy cái câu quá hay mấy chị ha. Và đó là cái nguyên tắc của người khắc tượng mấy chị. Thấy một cái tảng đá mình nhìn vào đó mình đã thấy cái tác phẩm mà mình muốn vẽ mà gì, và chỉ đơn giản cái gì mà nó không nằm ở trong cái bức tượng đó thì mình lấy ra thôi. Còn mình là gì mà vậy ha, mình nếu mà mình là amateur hay là letterman á, ví dụ mình thấy một cái cục đá nhỏ nhỏ này cũng được, mình nói à hay là mình là cái cục đá này chắc để mình lấy về nhà mình khắc con gà, rồi bắt đầu mình về mình khắc mà vậy ha, cái ý tưởng con gà khắc, cái tự nhiên vô ý sao cái nó mẻ miếng. Cái mình nói thôi không được, chỗ này là vậy là con gà này là coi như không xong rồi đó. Thôi bây giờ mình đổ qua con khỉ, bắt đầu mình khắc con khỉ mà vậy, mình khắc dọc cho nó mẻ, chỗ này nó mẻ chỗ kia, nó vì một lý do gì đó mà nó không ra hình con khỉ đó. Mình nói thôi bây giờ đó, con khỉ cái bộ không xong, thôi bây giờ nó mình khắc con cá, rồi bắt đầu mình đổ qua con cá mà vậy. Và đó là cái ý mà vậy ha, tức là cái cuộc đời của mình không biết mình muốn gì mà vậy, mình không biết là
sinh ra để làm gì, thành ra mình cứ loay hoay làm hết cái này cho tới cái kia. Và khi mình làm cái gì cũng vậy đó, gì cuối cùng rồi đó thì mình nghĩ là ủa cái này không phải là mình, hình như cái này không phải là cái mình thích, cũng giống như không phải là hình như mình sinh ra để làm việc này, và mình cứ nhảy hết cái này qua cái kia mà gì, để rồi cuối cùng cho tới cuối cuộc đời mình hối tiếc, mình hình như mình sống cái cuộc đời này là của mình, là cho ai nó chứ không phải là cho mình. Và đó là cái ý niệm cái gì, người ta so sánh lại cái hình mà ông Michelangelo ông tạo ra David, là tại vì ông Michelangelo chỉ đơn giản khi nhìn vào bức tượng anh chị, ông ta phải thấy rất rõ cái mình muốn gì, và sau đó chỉ đơn giản là lấy ra ngoài những cái nó không thuộc về David vậy thôi anh chị ạ. Một cái câu nói rất đơn giản anh chị, nhưng mà nó hàm một cái ngụ ý rất sâu sắc. Là tại vì sao anh chị, khi mình làm cái gì anh chị, có hai điều mà gì trong cái câu của Michelangelo, có hai điều khi mình làm cái gì đó, cái thứ nhất là gì, mình phải thấy rất rõ cái kết quả sau cùng mà mình muốn, và cái thứ hai mà gì, mình nói không với những cái mà nó không giúp cho mình đạt được cái mục tiêu vậy thôi. Tức là ông ta nói là ông ta chỉ đơn giản lấy ra ngoài những cái gì nó không thuộc về David, thì sau đó thì nó loài cái tượng David ra mà gì. Thành ra biết rất rõ mình muốn gì và đơn giản không làm, nói không anh chị với tất cả những cái còn lại, những cái mà nó không giúp cho mình đạt được cái mục tiêu vậy thôi. Và cái đó là cái ý trong cái câu giải thích của ông Michelangelo về cái bức tượng David mấy vậy. Nó ở đây mấy chị không cần phải thay đổi để bắt chước ai, là tại vì mỗi người nó mỗi khác mấy chị, mỗi người sinh ra với một cái nhiệm vụ khác nhau, mấy chị không cần phải thay đổi để bắt chước ai, tức là mình phải ăn mặc đi đứng ăn nói giống như ai mấy chị, nó không nhất thiết phải là như vậy. Nó không cần thiết là mình chỉ phải học hết tất cả các kỹ năng, các khóa huấn luyện, nó không nhất thiết mà vậy. Không cần loại bỏ những thói, nhưng mà chỉ cần mà vậy này, chỉ cần loại bỏ những cái thói quen xấu, những việc làm vô bổ, những ý tưởng và ngôn ngữ tiêu cực, những người bạn không tốt vô tích sự, những việc làm tiêu hao năng lượng nó khỏi cuộc đời của mình vậy. Tức là mình nói không hay gì, nói không với những cái gì đó đó, giống như ông mà ông tạc bức tượng mà vậy. Tức là mình lấy ra, mấy anh chị không cần phải thay đổi để bắt chước để giống ai mấy anh chị ha, tại vì trong người của mình nó có những cái mà nó không thuộc về cái hình tượng mà mình muốn cho cuộc đời của mình mấy anh chị. Cũng giống như trở lại câu chuyện năm 2018 đó. Năm 2018 nếu mấy anh chị biết rất rõ, nếu mấy anh chị phải diễn tả liền bây giờ mấy anh chị nè, để gọi là năm 2018 là một năm rực rỡ đó, thì anh chị có thể diễn tả cái kết quả mấy anh chị muốn tạo ra trong năm 2018 không? Và khi mấy anh chị diễn tả ra mấy anh chị ha, thì cái gì mà nó không thuộc về, nó không giúp cho mấy anh chị đạt được kết quả thì đơn giản mình lấy ra mấy anh chị, và mình không chấp nhận vậy thôi mấy anh chị. Tức là thay vì phải bắt chước ai để thành ai đó mấy anh chị ha, thì bây giờ mấy anh chị chỉ cần loại bỏ những cái thói quen xấu thôi, loại bỏ những việc làm vô bổ. Lâu nay có thể là những cái việc làm suốt cả ngày mấy anh chị làm những cái gì đó mà hoàn toàn nó không giúp ích cho mình gì mình nói vậy, thì mình nên 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 bỏ. Hoặc là những cái ý tưởng tiêu cực mấy anh chị ha, ví dụ như anh chị không tin là mình có thể làm được, nên bỏ những cái ý tưởng đó. Và những cái ngôn ngữ tiêu cực anh chị nên để ý từ cái ngôn từ của mình dùng. Đồng thời chắc chắn một số anh chị có những người bạn không tốt, những người bạn mà như mỗi lần gặp đó là mất năng lượng, mất thời gian anh chị, vô tích sự, hoặc là những việc làm tiêu hao năng lượng anh chị, hoặc là mấy hiện nay anh chị đang làm những cái việc mà nó làm mình tiêu hao năng lượng, thì mình chỉ đơn giản lấy cái đó ra thôi mình chỉ lấy ra ra khỏi cuộc đời của mình, loại bỏ nó mình chỉ, thì tự nhiên nó sẽ lòi ra cái bức tượng mà mình chỉ mong muốn ước. Mình chỉ hiểu điều đó mà, tức là mình không tạo bức tượng để tạo ra bức tượng mình chỉ, nhưng mà đơn giản lấy ra ngoài những cái nó không thuộc về bức tượng thì nó sẽ lòi ra cái bức tượng. Cũng giống như một năm 2018 là một năm rực rỡ mà mình muốn, thì điều làm sao mình kiến tạo được năm nó, chỉ đơn giản lấy ra những cái mà nó không giúp cho mình đạt được cái mục tiêu nó mình chỉ, những cái xấu, nói chung là những cái xấu. Anh chị cần loại bỏ những cái thói quen xấu anh chị này, chắc chắn là nhiều người, mọi người đều có thói quen xấu anh chị. Nhưng mà có cái điều buồn cười đó là khi mà mình hỏi mấy anh chị ghi xuống những cái thói xấu đó, thì thường thường mình ghi không ra mấy anh chị ha. Tại vì sao mấy anh chị, mình không thấy cái xấu của mình. Cuộc sống anh chị có thể đưa vợ, đưa chồng, hay đưa cho bạn, hay là đưa cho cha mẹ, hay anh chị em trong nhà, nhờ người ta viết về những cái thói xấu mà mấy anh chị có, thì chắc chắn những người này sẽ viết xuống rất nhiều anh chị.
hoặc là những cái việc làm gì vô bổ, mấy anh chị ra là để từ sáng sớm mở mắt ra cho tới tối leo lên giường ngủ, mấy anh chị làm những việc gì ngày hôm qua, ngày hôm nay mấy anh chị ha. Và có thể những việc làm này nó vô bổ mấy anh chị, nó chẳng giúp ích gì được mà cho mình. Hoặc là những cái ý tưởng hoặc những cái ngôn ngữ tiêu cực mấy anh chị, những người bạn không tốt, đâu là những người bạn không tốt, vô tích sự mấy anh chị, những người chỉ làm mình tiêu hao cái năng lượng đó, thì mình phải loại bỏ ngay mấy anh chị, mình phải loại bỏ. Giống như là mình gọt những cái mà nó không thuộc về cái bức tượng mà mình muốn năm 2018 ấy, thì tự nhiên nó sẽ lòi ra cái kết quả mà mình mong muốn. Ta nói có hai loại sức mạnh mấy anh chị. Cái sức mạnh thứ nhất đó, là cái quan niệm hiện nay đó, là phải giàu có, phải nhà lầu, xe ô tô, phải có quyền, có chức, có quan hệ xã hội rộng rãi đó, thì mới gọi là cái sức mạnh. Cái sức mạnh của một con người mấy anh chị ha. Có nhiều người hiện nay mấy chị, mình phải quan niệm là anh phải có tiền, anh phải có cái con số ở trong cái tài khoản nó phải lớn, phải nhà lầu, xe ô tô, tàu bè gì đó, phải có quyền, có chức, có quan hệ xã hội rộng rãi thì mới gọi là cái sức mạnh mấy chị. Dĩ nhiên là sức mạnh thì ai cũng mong muốn mấy chị hết, nhưng mà có hai loại sức mạnh mấy chị. Phải giàu có, nhà lầu, xe ô tô đó, phải có quyền, có chức, có quan hệ xã hội rộng rãi. Mà có một cái loại sức mạnh số 2 mà chị, đó là sức mạnh từ ở trong cái nội tâm của mình. Đó là cái tính cách, đó là cái sự tự chủ, tính kỷ luật, lòng quyết tâm và cái hoài bão lớn mà chị. Đối với mình cái này nó mới là sức mạnh mà chị. Sức mạnh nó từ bên trong mà chị, sức mạnh nó từ bên trong. Nó là những người có tính cách, có cái tư cách mà chị, có cái nhân cách. Đó là tính cách, đó là sự tự chủ. Có những người có cái tính tự chủ, mình có cái tự kỷ luật mà chị, tính kỷ luật. Có những người có cái lòng quyết tâm và họ và có những cái hoài bão, những cái giấc mơ rất lớn mấy anh chị, đó mới là cái sức mạnh mấy anh chị, chứ không phải là những cái sức mạnh ở bên ngoài mấy anh chị, nhưng mà nó là những cái sức mạnh ở bên trong. Bởi vậy một số anh chị nên hướng vào bên trong mấy anh chị, nên hướng vào bên trong. Và mình nghĩ cái điều đó là điều quan trọng. Những khám phá khoa học gần đây nhất cho thấy là những thiên tài và người bình thường không hề có sự khác biệt về gen mấy anh chị nha. Những người thiên tài và người bình thường không hề có sự khác biệt về gen mấy anh chị. Mà do sự kiên trì, nỗ lực, học hỏi, làm việc không ngừng trong một thời gian dài. Cái gì cũng vậy mấy anh chị, mình phải kiên trì, mình phải nỗ lực, chắc chắn mình phải chăm chỉ, học hỏi, mình phải làm việc. Học là mình phải hành mấy anh chị, học và làm mấy anh chị. Học hỏi, đương nhiên làm việc không ngừng trong một thời gian dài. Đồng thời có một cái điều mấy anh chị nè, mấy anh chị nên để ý tới cái niềm tin, niềm tin. Có đôi khi mấy anh chị mình phải thách thức chính cái niềm tin của mình. Tại vì một số mấy anh chị có thể nghĩ có một cái niềm tin là mình không làm được. Mấy anh chị không làm được. Hoặc là mấy anh chị tin là cái số mình hình như là không khá. Hay là một số mấy anh chị còn tệ hơn nữa là tin những thầy bói hay là ai đó nói là cái số mình không bao giờ khá nổi. Và mấy anh chị tin cái điều đó mấy anh chị ạ. Hay là tin trong gia đình mình từ hồi nào tới giờ chưa có ai kinh doanh, chắc chắn mình sẽ không kinh doanh được. Và đôi khi mấy chị mình phải thách thức những cái niềm tin đó. Tại vì nó có những cái niềm tin mấy chị và nó rất là tiêu cực. Thành ra ở đây mình muốn chia sẻ mấy chị một cái ý niệm mấy chị, năm cái loại độc tố đó mà bạn có thể đang có. Năm cái độc tố mà vậy ha, mà có thể là mình đang có mà vậy. Thành ra hôm nay đó mình cần phải đào thải những cái độc tố đó, thải độc mà vậy. Thứ nhất là than phiền. Thứ nhất là than phiền mà vậy ha. Mấy chị nên để ý mà vậy nè. Trong ngày đó hình như mình than phiền hơi nhiều, không biết mấy chị có. Hay là mấy chị quen ai gặp là than phiền mà vậy. Trời nóng, nắng thì nó là nóng quá. Trời lạnh chú thì lạnh quá. Mấy chị ha, cái gì người ta cũng có thể than được mà vậy. Thường thường là cái người tích cực ngược lại mấy anh chị, người ta nhìn ở cái khía cạnh tích cực thì đâu người ta cũng thấy được những cái đẹp của nó. Trời nắng có những lúc mà kẹt xe mấy anh chị ha, cũng giống như mình có cái câu chuyện là một cái người kia mua đôi giày nó chật mấy anh chị, người ta than phiền, ủa giày tại sao nó chật, nó đi đau chân, cho tới khi người đó gặp một cái người không có cái chân bị què mấy anh chị, thì cái người què đó người ta chỉ mong là người ta có cái chân để xỏ được đôi giày thôi. Trong khi bây giờ đó mình có cái chân, mình bỏ đôi giày vào đi chặt cái mình than. Mà mình quên là, mà đáng lẽ mình phải nói là mình may mắn mà vậy. May mắn hơn rất nhiều người không bị què, bị tàn tật mà vậy. Người ta không có đôi chân để mà mang giày.
Nếu như một số anh chị đi thì than phiền là kẹt xe. Nhưng mà anh chị phải nên nghĩ ngược lại anh chị này, mình may mắn là mình có phương tiện để đi xe. Thành ra thay vì nó là mình may mắn hơn nhiều người khác, mình đang ngồi trong xe hơi, mình đang có chiếc xe hai bánh để xe mô tô anh chị. Thành ra nó mới kẹt xe anh chị. Hay là ít nhất anh chị đi làm, ít nhất mình còn may mắn là mình có một cái công việc để đi làm. Thành ra buổi sáng này đi làm mình mới bị kẹt xe anh chị. Chứ còn mình ngồi mà mình than vãn kẹt xe đủ mọi chuyện anh chị. Thật ra cái than phiền anh chị nó là một cái loại độc tố. Cái thứ hai là chỉ trích anh chị. Cái độc tố thứ hai đó mà anh chị cần phải loại ra đó là cái chỉ trích, vấn đề chỉ trích. Thường lắm anh chị, mình phê phán người khác rất nhanh. Nhưng mà thường thì mình không có phê phán mình. Anh chị ha. Mình nghĩ là thay vì gặp ai đó phê phán anh chị, hay là ví dụ như có ai làm khó chịu mình đó anh chị, thì thay vì mình ngồi mình chỉ trích người đó thì mình phải nghĩ ngược lại. Mình đã làm gì khiến người đó người ta là có cái thái độ như vậy. Thành ra ở đây anh chị là mình tự phê bình mình nó vẫn hay hơn là mình phải chỉ trích người khác. Bớt chỉ trích là anh chị, nếu mà được mình, người ta nói là tiên trách kỷ hậu trách nhân anh chị, làm bất cứ chuyện gì mà không vừa ý thì mình nên, tức là sao anh chị, có một cái câu rất hay mà mình nghĩ đây là một cái phương châm cho cuộc đời của mình, là mình nên dễ dãi với người khác và khó khăn với chính bản thân mình. Mình nên khó khăn với mình anh chị và dễ dãi với người xung quanh. Tại vì thường thường là sao anh chị, mình quá khó khăn với những người xung quanh và mình quá dễ dãi với bản thân mình. Mình nên làm ngược lại anh chị. Cái thứ ba là một cái độc tố thứ ba là tiêu cực. Thứ nhất là than phiền, thứ hai là chỉ trích anh chị, thứ ba là tiêu cực. Tiêu cực là cái gì mình cũng chê, cái gì mình cũng có cái ý tiêu cực ở trong đó anh chị. Anh chị chắc chắn có quen với một vài người mà hình như trong bất cứ cái tình huống gì người ta cũng có thể tiêu cực. Gặp là than vãn, rên rỉ. Và chắc chắn cuộc đời của những người đó nó sẽ không bao giờ sáng nổi anh chị. Cái thứ tư là nhiều chuyện. Buông dưa leo. Than phiền, chỉ trích, tiêu cực, nhiều chuyện anh chị ạ. Tức là mình ngồi mình nói chuyện với người khác anh chị, mình đề nghị với mấy anh chị là một trong những cái điều mà anh chị phải luyện này. Khi mà ai đó nói chuyện về người khác anh chị, mình phải luyện là mình không nghe. Không nghe mấy vậy, nó vô nó dội ra, hoặc là nó vô nó đi qua bên tai kia mấy vậy. Mình không có nhiều chuyện, mình không ngồi rảnh rỗi để mình nói chuyện với người khác, phê phán người khác mấy vậy ha. Buông dưa leo đó. Thứ tư đó là nhiều chuyện. Đó là cái độc tố thứ tư mấy vậy. Và cái độc tố thứ năm đó là viện cớ. Có người luôn luôn viện cớ mấy vậy ha. Tại vì cái người mà thành công là những người mà luôn luôn người ta kiếm cách. Cái người mà làm mấy vậy là người ta kiếm cách để người ta làm. Còn những người mà không muốn làm luôn luôn kiếm cớ. Cái vấn đề là mấy anh chị là người kiếm cách hay là kiếm cớ. Thành ra năm độc tố mà mấy anh chị có thể đang có mấy anh chị, than phiền, chỉ trích, tiêu cực, nhiều chuyện, viện cớ mấy anh chị. Đây là năm cái độc tố mà hầu như mình phải loại bỏ ra trong khỏi cuộc đời của mình càng sớm càng tốt mấy anh chị. Thành ra mấy anh chị nên xem lại có thể mình có năm cái điều này không. Và nếu có mấy anh chị ít nhiều gì đó lắm, mấy anh chị phải tìm cách bỏ. Đặc biệt là những cái điều mà nó đang làm bị tiêu hao năng lượng. Đây là một trong những cái mà cái đây mấy ngày mình nhớ mình có nói chuyện với mấy anh chị về một cái người coach. Một cái người coach rất giỏi mà vậy. Và ông ta nổi tiếng là giúp cho những cái doanh nghiệp có thể tăng doanh số gấp 10 lần. Mình để cái cuốn ở đâu đây. Dan Sullivan đó anh chị. Và ông này là ông coach, nhưng mà ông khó lắm, tại vì ông chỉ coach cho những người nào mà có cái tài sản trên 100 triệu đô lắm vậy. Thì cái phương pháp của ông này tương đối là đơn giản, một số mấy anh chị có thể lên YouTube, mấy anh chị có thể tìm được một vài cái bài nói chuyện của ông này, Dan Sullivan đó vậy ha. Mình nhớ là mình có cuốn sách của ông mình đang xem. Để đâu đây rồi. Dan Sullivan, mình muốn chỉ cho anh chị cái tên của tác giả. Thì cái phương pháp của ông này ông chỉ đơn giản anh chị. Làm sao có thể nhận diện được những cái gì mà nó làm cho bạn mất năng lượng và khử ngay cái đó ra khỏi cuộc đời của mình anh chị. Mình kể cái này cho một số anh chị nghe. Mình có cái thời gian mà ở bên California đó, mình có một người bạn bạn học, một người Mỹ anh chị. Người Mỹ thì
khi mà hỏi nó thì mình cũng coach cho anh bạn mình là làm sao mà bỏ những cái làm mất năng lượng. Thành ra cái câu hỏi của mình hỏi cho anh ta là cái điều gì nó làm bạn bị mất năng lượng, thì anh bảo nó đơn giản mà anh chị. Mỗi buổi anh đi dạy, anh đi dạy ở trường UC Berkeley, trường đại học nổi tiếng ở Bắc California, anh này nói là mỗi 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 ngày mà tôi đi dạy đó, cái mà nó làm tôi mất năng lượng đó là tại cái quần tôi nó bị lủng lỗ. Ở Mỹ nó không phải cái quần lủng lỗ nó đi vá mà gì ha, ở Mỹ nó không có cái vá mà gì. Lủng rất là bỏ mua cái khác, và anh này anh không có giờ để đi mua cái khác mà gì. Anh nói một cái câu mà mình nghe đó, nó hơi buồn cười mà nhỉ, nhưng mà đó là thực tế mà gì. Chỉ cái quần nó lủng một cái lỗ thôi. Thành ra mỗi ngày đó anh ta mang vào, anh ta đi dạy nó thì anh ta khó chịu nó, tại vì anh ta sợ đó là học trò thấy mình mặc cái quần rách. Thành ra nhiều khi mới nhẹ, cái mà nó làm mình bị mất năng lượng nó không phải là cái gì lớn mà vậy nha, có những cái chuyện rất nhỏ mà vậy. Người ta nói câu là cái lỗ nhỏ nó có thể làm đắm đắm chiếc tàu đó, đắm chiếc thuyền đó. Thành ra mình đừng bỏ qua những cái chuyện nhỏ mà vậy. Có một số mấy anh chị ví dụ như khi đi hớt tóc, lỡ cái người hớt tóc xấu hay sao đó, nó xém miếng. Thành ra mỗi lần mà mỗi buổi sáng mình nhìn vào trong kiếng mà vậy là tự nhiên cái năng lượng nó đang cao mà vậy, nó bị tuột xuống ngay, là tại vì một vài cái điều gì đó nó hơi vô duyên đó. Mình tạm tạm dùng cái chữ vô duyên là tại vì nó rất nhỏ. Nhưng mà sao mấy anh chị, những cái đó nó làm mình tiêu hao năng lượng. Năng lượng là cái gì mấy anh chị? Cái sự hăng nồng, một cái người mà năng lượng mấy anh chị biết ngay. Những người thành công là những người mà có cái năng lượng rất cao mấy anh chị. Thành ra cái chuyện đầu tiên mấy anh chị này, mấy anh chị làm một cái bảng cái gì nó làm cho bạn bị mất năng lượng. Có thể là một cái chịu đựng gì đó mấy anh chị hứa với con của mình là đi chơi đâu đó nhưng mà mình không đi được. Thành ra mỗi lần mà, và cái đó nó làm cho mình bị ấm ức quá vậy ha, một cái gì đó mình chịu đựng. Hay là một số mấy chị, thường thường thì phụ nữ, giới phụ nữ thường thường chịu đựng rất nhiều chuyện khác nhau anh chị. Thành ra cái gì mà mấy chị đang phải chịu đựng thì thường cái đó nó làm mình bị mất năng lượng. Hay là một số mấy anh chị lâu nay nói với cha mẹ là, hay là hiện nay mấy chị này, mình nói một vài cái ví dụ như mấy anh chị nghĩ là ngày Tết Tết ta đó năm nay mình không về thăm quê được, và chính cái đó nó tự nhiên nó làm mình bị mất năng lượng anh chị. Hay là một số mấy anh chị đang có nợ nần, dĩ nhiên là chuyện nợ nần là cái chuyện mà nó làm mình bị mất năng lượng đó nhỉ, đặc biệt là cái dịp cuối năm hay là tới cái kỳ mà mình phải trả nợ nhưng mà mình không có tiền. Hay là mấy chị đang đang nó có một vài cái bệnh gì đó mà gì, bệnh đau bao tử chẳng hạn, làm mà mỗi lần mà ăn uống thất thường hay là gì đó cái bao tử nó đau cái là tự nhiên mấy chị bị mất năng lượng. Rất nhiều chuyện mấy chị, rất nhiều chuyện. Hoặc là có ai đó mỗi lần mà anh chị nghe tên thôi, và thường mà anh chị theo kinh nghiệm của mình đó thì ngay cả một số mấy anh hay là mấy chị cũng vậy, khi mà hỏi cái người nào làm mất năng lượng đó thì cái câu trả lời là cái người mà ngủ chung với mình, đó là những người phối ngẫu mấy anh chị. Có thể là như vậy mấy anh chị ha, trong khá nhiều trường hợp đó mình cái câu trả lời là người phối ngẫu. Thì dĩ nhiên là một số anh chị nên xem lại mấy anh chị có chuyện gì và mình phải tìm cách là gì, tìm cách làm sao đó để improve, để thay đổi cái tình thế đó, chứ còn không thể nào mình để cái người làm tiêu hao năng lượng của mình là người mà người bạn đời của mình được. Thành ra đó là cái điều mà một số mấy anh chị nên để ý mấy anh chị ha, những điều đang làm bạn bị tiêu hao năng lượng là gì mấy anh chị. Nếu hôm nay đó mấy anh chị ngồi xuống, mấy anh chị chỉ trả lời nổi cái câu này không thôi, và mấy anh chị phải tìm cái giải pháp để có thể giải quyết cái vấn đề mấy anh chị, thì mình nghĩ là năm tới nó mấy anh chị sẽ khác ngay. Cái kết quả của cái năm tới, năm 2018 nó sẽ khác mấy anh chị. Ngay cả trong kinh doanh hay trong bất cứ chuyện gì, nếu mấy anh chị giải quyết được cái vấn đề này, thì đương nhiên giải quyết cái vấn đề này nó không dễ mấy anh chị ha. Mấy anh chị phải, thứ nhất là mấy anh chị phải có cái can đảm mấy anh chị, can đảm nhìn nhận cái vấn đề nó nằm ở chỗ nào, và sau đó là cách giải quyết mấy anh chị. Tuy nhiên có những cái hình thức mà anh chị không giải quyết được, ví dụ như anh chị vừa có mẹ vừa có bố vừa mới mất, những người thân trong gia đình vừa mới mất anh chị, và cái sự mất mát của một người thân nào đó chắc chắn nó làm mình mất năng lượng. Nhưng mà mình có thể làm được gì anh chị? Không, mình không làm được gì. Có những cái tình huống mình không giải quyết được anh chị, nhưng mà cái mà mình có thể kiểm soát được là cái cảm xúc của mình anh chị. Có thể cái kiểm soát cái cảm xúc của mình để nó làm cho mình bớt cái vấn đề mình phải bị tiêu hao cái năng lượng.
Mình có một vài cái chuyện nhỏ đó, ví dụ như mình có nghe một người bạn nói là dạ, em bị mất năng lượng là tại vì mỗi ngày mà em nhìn xuống cái móng tay của em, em ngày hôm nay em chưa cắt móng tay để móng tay nó dơ thì tự nhiên em mất năng lượng. Đó mình nói ủa nếu vậy đó thì chỉ cần cầm mua cái đồ bấm móng tay mang theo thôi, ở trong cái backpack hay là trong cái cặp mình đi nó luôn luôn để một cái vậy, thì có cần là đem nó cắt móng tay cho nó dễ, chứ không phải là lúc nào mình về nhà mình cũng nhớ là mình cắt móng tay mới vậy. Những cái chuyện nó rất nhỏ mà vậy nha, nhưng mà những cái đó nó làm mình tiêu hao năng lượng. Thật ra mấy chị tưởng tượng là nếu mà mỗi ngày mỗi người nó có cả trăm cái mà nó để làm mình mất năng lượng, mấy chị có thể là mình sẽ không làm được bất cứ chuyện gì cả. Thành ra cái điều điều đầu tiên mấy chị là những điều đang làm bạn bị tiêu hao năng lượng là gì, mấy chị phải ghi xuống. Mấy chị muốn trở thành một người đầy năng lượng và đạt nhiều thành tựu lớn thì mấy chị nên tập mình tập sống đơn giản là mấy chị, mình tập sống đơn giản này. Sống đơn giản này tức là không có cầu kỳ quá mà vậy, và không có phụ thuộc quá vào những cái phương tiện. Ví dụ như một số anh chị nghĩ là mình phải có 5 cái điện thoại di động thì mình mới sống được, để mình sống đơn giản này mấy anh chị, cái cũng đủ rồi. Mình cũng hiểu ở Việt Nam mà như mỗi người có tới 2 cái, và khi mà nó càng nhiều những cái thứ đó mà vậy, cái cuộc đời của mình nó càng rắc rối, nó càng rối rắm thêm anh chị. Sống đơn giản này mấy anh chị, nên tập sống đơn giản, sống với cái niềm đam mê. Một số mình có cái đam mê về cái gì đó mà gì, thứ nhất là trước hết anh chị phải xác định cái niềm đam mê của mình là gì, và mình sống với cái niềm đam mê đó. Đam mê đi du lịch nó vậy, đam mê trong vấn đề làm sao để có thể tập luyện để cái thân thể của mình nó cường tráng hơn, hay là nó khỏe mạnh hơn, hay là nhìn nó thon gọn hơn. Và mấy anh chị sống với cái niềm đam mê đó mấy anh chị. Mấy anh chị có cái đam mê về âm nhạc thì mấy anh chị nên đi học chơi một vài loại nhạc cụ gì đó, và mình sống với cái niềm đam mê của mình mấy anh chị. Những cái đó nó giúp cho cái cuộc đời của mình nó dễ dàng. Và đặc biệt mấy anh chị ha, mình đang đi tới cái giai đoạn đặc biệt ở đây mấy anh chị này, tức là Big Five đó, mình đề nghị với mấy anh chị là con số 5. Mấy anh chị ghi giùm mình cái câu hỏi này mấy anh chị, để mình ok, để mình copy cái này để mình dán lên. Là năm cái câu hỏi, con số 5 ở trong này mấy chị, mình muốn hỏi mấy anh chị này. Nếu được nhờ mình, nhờ anh chị nào có thể ghi xuống giùm mình 5 điều lớn nhất mấy anh chị muốn đạt được. Ok, để mình ghi lại đây. 5 điều lớn nhất muốn thực hiện trước khi từ giã cõi đời là gì? 5 điều lớn nhất là gì? Cá nhân mình thì trong đó có một cái điều là mình muốn xây một cái trường đại học online cho người Việt Nam rất lớn, miễn phí, hoàn toàn miễn phí mà. Và cái điều đó là cái điều mà mình muốn thực hiện. 5 điều lớn nhất muốn thực hiện trước khi từ giã cõi đời là mình phải sống làm sao đó để mà mình thực hiện được tất cả những cái giấc mơ của mình, mấy chị. Được đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, được truyền cái động lực cho những người bạn trẻ. Đồng thời mấy chị phải có một cái sức khỏe tối ưu, mấy chị, sức khỏe phải như vận động viên Thế vận hội. Những cái điều lớn nhất mấy chị, 5 điều lớn nhất mấy chị muốn thực hiện trước khi từ giã cõi đời là cái gì? Có thể hôm nay mấy anh chị có thể xác định được cái điều này. Rồi câu hỏi tiếp mấy anh chị, 5 điều lớn nhất muốn đạt được với cái kinh doanh mấy anh chị đang có. Mấy anh chị có thể đang kinh doanh gì đó, nhà hàng hay là gì đó mấy anh chị, network marketing hay như thế nào đó. 5 điều lớn nhất muốn đạt được qua cái kinh doanh của mấy anh chị nó là cái gì? Và câu hỏi quan trọng hơn mấy anh chị nè, 5 điều lớn nhất mấy anh chị muốn thực hiện trong năm 2018 là gì? Sở dĩ mà có 5 điều lớn nhất mà chị là tại vì nó không phải có kinh doanh mà chị. Một số mấy anh chị mình biết là có cái khuynh hướng là chỉ nói về 5 cái điều này thì hết 4 nó là vấn đề kinh doanh rồi mấy anh chị, không phải về hay là về vấn đề tài chính. Mấy anh chị phải phải thăng bằng mấy anh chị ha, tức là trong đó có gia đình, trong đó có sức khỏe, trong đó có sự nghiệp, trong đó có tài chính, trong đó có những cái thú vui trong cuộc sống mà chị, ví dụ như đi du lịch hay là đam mê về hội họa hay âm nhạc gì đó, và đặc biệt những cái cống hiến mình giúp người khác mà chị, tức là nó phải thăng bằng mấy vậy ha. Đó là lý do tại sao tới 5 điều nó là như vậy mấy. 5 điều lớn nhất muốn thực hiện trong năm 2018 là cái gì? 5 cái giá trị sống là gì mấy vậy? Mấy anh chị sống dựa trên 5 cái giá trị gì? Ví dụ như mình nói cái giá trị về cái sự tự do, về cái sự công bằng, tôn trọng cái đẹp, tôn trọng cái đẹp mấy chị, tôn trọng cái sự thật. Ví dụ như
Năm cái giá trị sống mà anh chị đang có đó là cái gì? Năm điều lớn nhất mà anh chị muốn thực hiện trong tuần tới mà anh chị, trong tuần tới. Có thể là một trong điều lớn nhất muốn thực hiện trong tuần tới đó là dọn dẹp lại cái phòng cho nó ngăn nắp, hay là rửa chiếc xe mà anh chị. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Năm điều lớn nhất mà anh chị muốn thực hiện trong tuần tới là gọi cho bố mẹ, hay là dẫn bố mẹ đi ăn sáng, ăn trưa một buổi mà anh chị ha. Nó chỉ đơn giản như đó, nó mới gì mua một món quà gì đó cho vợ, cho chồng. Năm điều lớn nhất muốn thực hiện trong tuần tới là cái gì? Năm điều lớn nhất muốn thực hiện trong ngày mai mới vậy. Ngày mai, bữa hôm nay là qua ngày mai mới vậy. Năm điều lớn nhất muốn thực hiện trong ngày mai là cái gì? Gọi cho 5-7 người khách hàng, chăm sóc những khách hàng, hay là mình làm cái điều gì đó thú vị, ngạc nhiên khách, cho khách hàng mới vậy. Năm điều lớn nhất muốn thực hiện trong ngày mai là gì? Và đây là cái câu hỏi mà vậy nè, để nó giúp cho mấy anh chị để loại ra những cái gì đó, nó giúp cho mình thấy rõ hơn cái mục tiêu của mình, đó là năm điều mà mấy anh chị bị phân tâm nhiều nhất. Năm điều bị phân tâm nhiều nhất là gì? Mấy anh chị đang bị phân tâm về cái gì? Chắc chắn là mọi người đều đang bị phân tâm về cái gì đó, mấy cái gì đó nó làm mình bị phân tâm, cái gì nó làm mình dễ bị mất cái tập trung á. Năm điều bị phân tâm nhiều nhé, năm điều bị phân tâm nhiều nhất là cái gì? Năm cái thói quen tốt, cái gì mấy chị muốn muốn phát triển. Hồi nãy mình có nói về cái ba ba cái thói quen tốt, bây giờ mình thêm hai cái này cho đủ năm, cái gì sẵn dịp mình đang nói về con số năm, năm cái thói quen tốt là cái gì? Thì với những cái điều như vậy mấy anh chị, như hồi nãy giờ mình nói đó, nếu mà một số mấy anh chị có thể ghi xuống anh chị ha, mấy anh chị có thể ghi xuống, và đồng thời mấy anh chị có thể trả lời những cái câu mà mình vừa mới 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 đọc cho mấy anh chị đó. Nếu mà mấy anh chị làm điều đó thì mấy anh chị sẽ thấy rất rõ, mấy anh chị sẽ thấy rất rõ, thứ nhất là mình muốn gì và có cái sự tập trung, mấy anh chị giống như là ông Michelangelo khi ông nhìn vào tảng đá vậy đó, ông thấy rất rõ cái tượng mà ông muốn muốn tạo thành. Và đồng thời bên cạnh đó ông chỉ đơn giản ông nói không, ông nói lấy ra những cái gì nó không thuộc về David anh chị, tức là mình nói không với những cái mà nó không giúp cho mình đạt được cái mục tiêu vậy thôi, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Mấy anh chị không cần phải 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 giống như một cái người thành công nào đó, mấy anh chị phải 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 bắt chước một cái người thành công nào đó, mấy anh chị không, mình sẽ không bắt chước được ai mấy anh chị, mình là mình mấy anh chị, mỗi người có một cái phiên bản riêng, không giống ai mấy anh chị. Vấn đề là mình nói không với những cái mà nó cản trở để mình đạt được cái mục tiêu mình. Thì mình hy vọng là qua 60 phút vừa rồi đó, mặc dù những cái ý niệm thì tương đối nó đơn giản anh chị, nhưng mà nó không có dễ. Vì nếu mà nó dễ thì không có gì để nói anh chị ha. Mình có thể nói với anh chị đây là những cái ý niệm nó đơn giản anh chị, nhưng mà nó không phải là dễ thực hiện. Bởi vậy nó có mới có cái sự thử thách nhiều anh chị, và anh chị cố gắng. Thứ nhất đó là ghi xuống những cái gì mà nó làm mình mất năng lượng. Thì mình nghĩ đó là một trong những cái nguyên tắc về coaching đầu tiên mình cần phải làm, anh chị. Mình cần phải làm bất cứ ai. Mấy anh chị có con cái trong nhà, hay là chồng, vợ, hay là bạn thân, mấy anh chị có dịp mà mấy anh chị hướng dẫn người ta cũng tương tự mấy vậy ha. Mấy anh chị gặp ai đó mà đang bối rối, đang đang mình hay tạm gọi là, có nhiều khi mình gọi là tan gia bối rối, thì mấy anh chị chỉ đơn giản cái gì hiện nay nó đang làm mình bị mất năng lượng, mình ghi xuống mấy anh chị. Mình xác định nó thì mình sẽ loại nó ra khỏi cuộc đời của mình rất nhanh. Và khi đó là gì mà vậy, khi mà mình loại những cái yếu tố đó ra đó thì tự nhiên mình có năng lượng mấy anh chị, mình có năng lượng, mình có cái niềm vui. Và đặc biệt nữa là trong cái công thức mà mình nói mấy anh chị về một cái năm rực rỡ, mấy anh chị nên tập trung vào thực hiện những cái điều mà nó mang lại cái niềm vui lớn cho mình mấy anh chị. Và những cái đó nó làm cho cái cuộc đời của mình nó khởi sắc mấy anh chị ha, nó mang lại cái năng lượng. Khi mình làm cái gì mình vui mấy anh chị, nó khi mình làm cái gì mà nó mang lại cái niềm vui. Niềm vui là cái gì mấy anh chị? Niềm vui là cái năng lượng. Một số mấy anh chị ở Việt Nam hay nói lái đó, chỗ nào mà có năng lượng là chỗ đó có lương nặng. Thường thường mình có năng lượng thì lương mình nó nặng, mình mà có năng mà có lượng thì lương mình nó nặng. Nên đó là những cái điều mà một số mấy anh chị nên tập trung vào. Mình hy vọng là từ đây tới cuối tuần đó, mình trước thềm năm tới thì mình sẽ không nói về cái đề tài này một lần nữa mấy anh chị. Mình nghĩ là bữa nay là bữa cuối cùng, nhưng mà mình rất vui là được lặp đi lặp lại mấy anh chị. Học là gì mấy anh chị? Học là lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại mấy anh chị.
Thật ra cái đề tài này mình nói cũng khá nhiều lần đấy. Nhưng mà hôm nay vì có một vài người yêu cầu đó, thành ra mình cũng xin nhắc lại cái đề tài này. Thì một số anh chị, mình nghe thêm lần nữa không sao anh chị. Cái vấn đề là mình có làm hay không thôi. Một số anh chị có trả lời như 5 cái câu hỏi này không? Nếu mình dứt khoát anh chị, mình phải rất kỷ luật với mình, mình ghi xuống anh chị. Và tối hôm nay ở Việt Nam có thể một số anh chị đi ngủ trễ một chút cũng được, không sao, tối nay là tối Noel anh chị. Mình ngồi xuống, mình ghi xuống, đồng thời mình có một cái kế hoạch rất rõ. Nó không hẳn là mấy chị có cái kế hoạch mấy chị nha, tức là mấy chị biết rõ mình muốn cái gì, đồng thời mấy chị chỉ cần nhẹ nhàng lấy ra ngoài những cái mà nó không thuộc, nó không giúp mình đạt được cái mục tiêu mấy chị, thì lúc đó tự nhiên mấy chị sẽ biết mình làm gì để đạt được cái mục tiêu. Mình nghĩ cái quan trọng ở đây mấy chị nó không phải là làm như thế nào, tại vì một số mấy chị đều biết mấy chị trong ngành nghề của mấy chị đang làm, mấy chị đều biết. Giống như muốn có một cái thân thể khỏe mạnh, cái vấn đề là làm sao có đủ cái động cơ mạnh mà vậy để biết là mình có muốn có một cái sức khỏe nó sung mãn đấy. Còn vấn đề làm như thế nào thì một số anh chị đều biết, anh chị là mình phải tập thể dục, mình phải đi gym, mình phải chống đẩy, mình phải hít đất mỗi mỗi ngày mấy vậy. Làm như thế nào nó không phải là cái vấn đề là cái động cơ đó, để cho mấy anh chị phải làm nó, thì hình như cái đó nó còn hơi yếu. Và do đó mấy anh chị, những cái lời mình chia sẻ ngày hôm nay ít nhiều nó cũng giúp ích cho một số anh chị. Mình hy vọng như vậy để một số anh chị có thể kiến tạo cho mình mấy anh chị năm 2018 một cái năm rực rỡ nhất trong cuộc đời. Mình có thể nói mấy anh chị cuộc đời này nó quá ngắn mấy anh chị, và mỗi người nó chỉ được sống có một lần thôi. Vậy thì mình nên sống như thế nào cho nó có ý nghĩa mấy anh chị và nó xứng đáng? Bằng cách là mình tự chủ mấy anh chị, mình tự chủ thiết kế ra cho năm 2018. Mấy anh chị đều xứng đáng để hưởng được một cái năm rực rỡ nhất trong cuộc đời của mình mấy anh chị. Mình hy vọng là ngày này năm sau mấy anh em mình gặp nhau mấy anh chị ha. Mình ăn mừng cái năm 2018. Rồi bây giờ đó thì nó cũng quá giờ chút xíu. Ok mấy anh chị. Chúc mấy anh chị ngủ ngon ở Việt Nam, đặc biệt nó là nhân dịp Giáng sinh đó. Chúc mấy anh chị và gia đình một cái đêm Giáng sinh an lành. Và năm mới mấy anh chị. Tuy nhiên bây giờ thì cũng còn một tuần nữa thì trước thềm năm mới đó, thì sẵn đây đó thì cũng chúc cho một số mấy anh chị, thay vì chúc mấy anh chị bình thường đó là sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý mấy anh chị, mình chỉ mong là mấy anh chị thiết kế, tự thiết kế cho mình một cái năm 2018 rực rỡ nhất từ trước tới nay trong cuộc đời của mấy anh chị chưa bao giờ có. Mình kiến tạo ra nó mấy anh chị, mình kiến tạo ra.